Chào mừng các bạn đã quay trở lại, mình là Sopel. Và hôm nay khác mọi hôm, lâu lắm rồi chúng ta mới trên tay một thứ linh kiện đến từ PC. Đây là chiếc cam màn hình Gigabyte Aorus Waterforce, là một dạng card đồ họa cao cấp nhất thì giờ bây giờ. Sử dụng chipset 1080Ti đến từ Nvidia và có sẵn một block tản nhiệt nước, không dùng tản nhiệt khí. Chúng ta sẽ cùng mở hộp trên tay sản phẩm này xem nó có gì hot, bởi vì đây là chiếc card đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Một cái hộp trông cũng không quá khủng bố bởi vì căn bản chiếc card này không có tản nhiệt khí. Chính vì thế kích cỡ được giảm đi đôi chút nên chúng ta không có một cái hộp to đại bác như chiếc 1080Ti cơ bản. Mở chiếc hộp ra, các bạn sẽ được chào đón bởi một chiếc hộp nữa. Ở đây, nếu chúng ta mở tiếp chiếc hộp đen này ra và bên trong lại là một cái hộp nữa. Inception gọi bố. Cái hộp nhỏ mỏng mỏng này chúng ta sẽ có các phụ kiện. Ví dụ như đĩa driver, sử dụng để cài driver nhưng mà mình khuyên các bạn nên vứt ngay sọt rác và lấy driver mới nhất tại website của hãng sản xuất hoặc website của Nvidia. Chúng ta sẽ có thêm một cái sticker làm bằng kim loại, logo Gigabyte Aorus. Các bạn sẽ có thêm một cái cọng cáp nối ra 8 pin. Cái cọng cáp này được sử dụng khi nguồn các bạn thiếu cổng PCIe 6+2 để chúng ta có thể sử dụng được cái card này cách bình thường. Các bạn cũng sẽ có một thứ mà thường thường không tặng kèm card đồ họa, đó chính là kem tản nhiệt. Kem tản nhiệt này được sử dụng khi các bạn cần thay thế cái block nước, tháo ra lắp vào một số thứ gì đó thì các bạn cũng sẽ cần tra lại kem tản nhiệt thì hãng tặng luôn, đây là điều khá chú đáo. Ngoài ra các bạn cũng sẽ có một đống giấy tờ sử dụng để luyện công, còn nếu không dùng luyện công tu thành chính quả thì các bạn có thể dùng nó để nhóm lò cũng rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau soi cái card kỹ hơn một chút. Thực sự mà nói thì mình không biết phải bắt đầu từ đâu. Nếu mà nhìn mà trực diện cái card như thế này thì chúng ta thấy nó không hẳn là đồng bộ cho lắm. Sẽ có cái logo đầu đại bàng Aorus này. Chúng ta sẽ có màu trắng của Mica, sẽ có màu bạc của block nước, màu xám xám của phần kim loại ở trên block này. Cắt chéo bên kia là màu đen. Nói chung là mình thấy nó khá nhiều thứ lộn xộn, lại có cả màu da cam nữa. Cá nhân mình thì đây không phải là cái gu của mình. Nhưng mà các bạn lưu ý là khi lắp card vào thì nó sẽ nằm ngang, thế nên những cái phần này thì gần như sẽ không nhìn thấy. Mà phần các bạn nhìn thấy sẽ là phần viền Mica chạy quanh, nơi mà cái card này nó tích hợp sẵn đèn LED RGB. Các bạn thì tùy chỉnh thoải mái theo bất kỳ màu nào, hiệu ứng nào các bạn muốn. Và nó cả logo GeForce GTX ở đây, nhìn rất ngầu. Lần ngược cái card lên, chúng ta thấy một cái plate kim loại màu đen, một cái logo màu trắng hình đầu đại bàng Aorus. Và ở giữa sẽ là một chữ X làm bằng đồng đỏ. Phần này sẽ tiếp xúc với mặt sau của GPU. Chúng ta sẽ có kết nối PCI Express 16X tiêu chuẩn 3.0 và hai chân cắm SLI ở đây cũng được đậy cẩn thận bằng hai cái miếng silicone màu da cam. Chiếc card này sẽ sử dụng hai cổng cắm PCIe 6+2, tức là hai đầu 8 pin từ nguồn vào mới có thể chạy được. Và về phần IO, tức là cái cổng cắm dành cho xuất hình, chúng ta sẽ có 3 cổng DisplayPort, một cổng DVI Dual Link và một cổng HDMI. Xung nhịp GPU cao nhất của chiếc card này có thể lên đến 1746MHz. So với xung nhịp 1582MHz cao nhất của bản REV thì đây là xung nhịp khá cao và chưa kể các bạn thì OC lên cao hơn nữa. Nếu các bạn sử dụng một cái bộ tản nhiệt nước phù hợp và có khả năng để đẩy cái card lên cao thì các bạn có thể hoàn toàn thoải mái việc overclock, bởi vì chiếc card này làm ra là để ép xung. Nhưng các bạn cần lưu ý là khi cái card đồ họa này các bạn mua về chưa gắn tản nhiệt nước, các bạn vẫn có thể cắm vào để dùng, nhưng mà đừng làm tác vụ gì nặng và tốt nhất là đừng dùng, bởi vì khi chưa tản nhiệt nước thì chiếc card này sẽ rất là nóng. Và nếu mà các bạn bật tác vụ gì nặng ấy thì có thể làm chảy cái block Mica và dồn hết xoăn cao su lên, coi như là hỏng hết cái block tản nhiệt nước luôn, từ sau các bạn sẽ phải thay luôn. Chưa kể là nóng quá thì hỏng cả linh kiện của card. Còn với cái thông số khác, ví dụ như dung lượng về RAM thì các bạn sẽ có 11GB GDDR5 5X này, 352 bit. Cái này thì khá là cơ bản rồi, về card 1080Ti nào cũng vậy. Ngoài chiếc card Aorus Waterforce này ra thì trước kia mình đã từng trên tay cái card 1080Ti Poseidon đến từ Asus, thì họ cũng đều làm block nước sẵn cho card đồ họa của mình. Nhưng chiếc Poseidon đến từ Asus thì họ có làm luôn cả tản nhiệt khí lẫn tản nhiệt nước. Tức là bạn thích dùng cái nào cũng được, hoặc là dùng cả hai. Khi bạn cắm chiếc card Poseidon vào thì không cần dùng ống nước hay bất cứ thứ gì, bạn có thể chạy thẳng luôn, sử dụng tản nhiệt khí luôn. Nhưng mà khi bạn muốn có thể cắm cả tản nước vào, dùng cả hai. Còn chiếc Aorus đến từ Gigabyte này không làm như thế nhá, bởi vì chúng ta không hề có quạt. Các bạn bắt buộc phải sử dụng tản nhiệt nước cho chiếc card này tí mới chạy được cách ổn định, còn nếu không cắm vào nóng quá tải và nó sập lúc nào không biết đâu. Và vừa rồi là video mở hộp đánh giá nhanh chiếc card đồ họa GeForce GTX 1080Ti đến từ Gigabyte có tên là Extreme Edition Waterforce, dung lượng 11GB. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích và vui vẻ thì đừng quên bấm like và subscribe với channel của Alphard PC. Sản phẩm được bán chính hãng bởi Alphard PC. Các bạn có thể vào website alphardpc.com.vn để biết thêm thông tin. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.